Bát Kỳ Anh Việt là hoàng gia mộ viên mà triều đình nhà Thanh xây nên để ghi công của Bát Kỳ từ đệ binh đã hy sinh. Chỉ có tướng lĩnh cấp hiệu úy trở lên và dũng sĩ lập nhiều công lớn mới có tư cách để an táng ở đây. Vinh sùng cửu tuyền. Đêm nay có trăng nhưng nhiều mây nên lúc mờ lúc tỏ. Hai tên lính đi tuần trong mộ viên phát giác có sự lạ. Đều là ba ngôi mộ mới, sao lại mới an táng đã đào lên? Lẽ nào có kẻ dám tới ăn trộm mộ? Đáng ghét. Một lính tuần tra bỗng hét lên. Không phải là chưa từng nhìn thấy thây người thối rữa hay sao mà lại sợ xanh mặt, thật là nhát gan quá. Mau, mau bẩm báo, có kẻ tới trộm mộ nhưng kẻ trộm không lấy của cải chôn theo mà là trộm, trộm. Tên lính nhìn thấy cái gì mà sợ đến líu lưỡi thế kia. Bầu trời trăng mờ nhiều mây càng làm âm khí trở nên thê lương. Thức anh hùng, sát anh hùng, tiểu huyền tử ngày ngày cùng với vi tiểu bảo tỷ võ, đương nhiên chính là đương kim hoàng đế Khang Hy. Chuyện thế gian này quả là không gì là không thể xảy ra. Khang Hy niên thiếu lên ngôi kế thừa đại thống, vốn có tên là Huyền Diệp, theo tập tính của người Mãn từ nhỏ đã thích võ nghệ. Có điều hoàng đế vạn kim thánh thể, bọn thị vệ đâu dám mạo phạm, dù thánh chỉ cho làm trái bị ép giao đấu tài nghệ xong chỉ dám đánh giả. Khang Hy vốn thông minh, đối với điều này trong lòng hiểu rõ nên cảm thấy chán chường. Đang lúc buồn vì không có đối thủ, muốn xuất cung tìm một dân thường giao đấu hết mình một trận để xem thực lực của mình thế nào. Chỉ tới lần gặp được Vi Tiểu Bảo, đối phương đã dốc toàn lực không chút nhượng bộ, cuối cùng mới làm cho Khang Hy thỏa nguyện. Được đấu một trận thoải mái nhất trong đời nên thích thú vô cùng. Đối thủ tốt giống như Tri Âm, Khang Hy vô cùng hiếu thắng đã nỗ lực luyện võ, thực lực tăng lên hàng ngày, song Vi Tiểu Bảo đã bắt chước theo. Mấy ngày tương đấu vẫn ngoan cố chống cự, cuối cùng cũng không để cho Khang Hy bảo toàn thắng lợi. Thái giám trong cung có hơn 1000, trong đó không ít người chưa gặp hoàng thượng, vì vậy Khang Hy không chút hoài nghi. Mà lại cho rằng tiểu thái giám to gan này vạn tiền khó mua là một lễ vật mà trời ban cho. Cứ như vậy, Khang Hy càng hứng thú hơn, lại càng quý trọng cuộc ước đấu bí mật mỗi ngày chỉ có nửa giờ này, cũng bởi người bạn này tuổi tác ngang bằng nên anh hùng quý mến nhau. Khang Hy biết rằng Vi Tiểu Bảo một khi biết được thân phận thật của mình thì không khí vui vẻ, đáng quý mỗi ngày này sẽ bị mất đi. Đáng tiếc tình bạn chắc chờ kỳ tình này đã vì Vi Tiểu Bảo trong lúc hoảng loạn đụng phải bức bình phong đặt dấu chấm hết. Tiểu huyền tử. Tiểu Quế Tử, hai người bạn trùng phùng võ nghệ nay lại gặp nhau ở nơi mà hai người họ không hề ngờ tới. Nhưng càng tệ hơn là oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp, bởi vì cặp mắt đỏ ngầu của Ngao Bái đã bắt quả tang. Tự ý vào thư phòng là tội chém đầu, tài hùng biện dọa thần nhát quỷ của Vi Tiểu Bảo sợ rằng cũng không tự cứu thoát được. Hừ, lại là tên tiểu thái giám này, ngươi dám trốn trong thượng thư phòng của hoàng thượng, nhất định là có ý đồ xấu, lần này ngươi chết chắc rồi. Ngao Bái liền tung mãnh cước về phía Vi Tiểu Bảo. Cũng may con giun này giảo hoạt nên tránh được. Chết, lão giáp ngư bị tiểu huyền tử nói khích tức trợn mắt, ngư thừa cơ này chốt giận lên ta, làm sao đây? Tiêu rồi, lúc sinh tử chỉ còn cách đánh cược vào vận mạng, tính mạng đều đặt cả vào huynh ấy. Nghĩ là làm Vi Tiểu Bảo lập tức đứng dậy to tiếng quát tháo. Ngao Bái to gan, dám vô lễ với hoàng thượng, ta nói ngươi mới là có mưu đồ không tốt muốn tạo phản. Ngao Bái tuy ngang ngược ngạo mạn, tự đáy lòng không coi tiểu hoàng đế Khang Hy ra gì. Song đối với Đại Thanh vẫn trung thành một lòng, chưa hề có ý làm loạn. Vừa nghe xong lời của Vi Tiểu Bảo, ông ta như bị dội một gáo nước lạnh, trong cơn thịnh nộ lập tức tỉnh táo trở lại. Ngược lại Khang Hy tuổi nhỏ thế nhược, thấy Ngao Bái mặt mày hung tợn, sát khí đằng đằng thì khó tránh khỏi hoang mang đứng thần người ra. Lúc thấy người bạn tốt đột nhiên đứng ra hộ giá, tinh thần mới chân tĩnh lại, vui mừng khôn xiết. Đừng nói bừa, ta chỉ phân tích lợi hại, thực lòng can gián hoàng thượng, tuyệt không có ý phạm thượng. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngao Bái xưa nay chưa có ai dám nói lời cuồng ngôn về ông ta như vậy nên nhất thời lúng túng bảo chữa. Tiểu Quế Tử đến thật đúng lúc, nếu ta và hắn liên thủ hợp bích chắc có thể đấu với tên bỉ phu Ngao Bái này, nhưng mà giết hay không giết Tô Khắc Tát cấp hoàng thượng tự quyết, ngươi bộ dạng hung thần ác sát muốn đánh người, không sợ bị chặt đầu khám nhà sao? Hoàng thượng nhất định không được nghe tên tiểu thái giám này nói càn, nô tài lòng giả trung thành trời đất làm chứng, tuyệt không có ý xấu. Một câu chém đầu khám nhà đã đánh trúng tim đen của Ngao Bái, hắn sợ đến lạnh xương sống, tự biết mình vừa rồi cũng quá sốc nổi nên hoang mang hạ giọng để tránh chuyện bé xé ra to. Ngày rộng tháng dài, muốn đối phó với hắn không thể hấp tấp, hôm nay ác khí này bất luận thế nào cũng phải nhịn. Hoàng thượng bình tĩnh suy tính rồi nói, tiểu Quế Tử ngươi lôi qua một bên, Ngao thiếu bảo, ta biết ngươi là một đại trung thần, có điều quen xung phong hãm trận, vốn không có thái độ nhã nhặn của kẻ đọc sách, một chút hiểu lầm chẫm không trách ngươi. Vâng, hoàng thượng thánh minh. Còn về việc To Khắc Tát Cáp cứ theo ý ngươi mà làm, nếu không có ý gì khác thì đứng dậy đi. Không có gì nữa, nô tài cáo lui,
Nói rồi Ngao Bái nhanh chóng bỏ đi. Ngao Bái vừa đóng cửa đi ra, Vi Tiểu Bảo hai đầu gối đã nằm sát đất. Hoàng thượng, thần thật đáng chết, không nghĩ ra người chính là hoàng đế, đã động thủ động cước mạo phạm thiên uy, mong hoàng thượng tha tội. Kẻ không biết không có tội, chỉ đáng tiếc bí mật này lại bị ngươi phát hiện, sau này không còn dám cùng ta đấu thật, ngay cả niềm vui duy nhất và đối thủ duy nhất cũng mất, thật là chán. Xem ra ta đã thoát nạn, chỉ cần hoàng thượng không chê trách, sau này thần vẫn cùng người thi đấu. Được, chúng ta nói lời phải giữ lấy lời, nếu không đấu thật không phải hảo hán. Nếu không phải là hảo hán thì là con rùa rụt cổ. Khang Hy từ khi lọt lòng mẹ đã được chỉ định làm hoàng đế, vì thế bị ép vào khuôn mẫu quy tắc, nói năng thận trọng, tuyệt đối không thể tùy tiện thất lễ, trăm điều gò bó mất hết tự do, giống như một phạm nhân bị nhốt trong gấm lụa. Khang Hy từ nhỏ đã bị quản lý nghiêm ngặt, đến khi thân chinh mới được hưởng chút tự do, đáng tiếc là vai mang trọng trách suốt ngày phải mang bộ mặt hoàng đế, hỉ nộ cũng không được tự do biểu lộ, thật khốn khổ đủ đường. Vì thế Vi Tiểu Bảo liều lĩnh nông cạn không được việc gì trong mắt người khác đối với Khang Hy mà nói lại là vô cùng quan trọng, ngàn vàng cũng chẳng bằng. Để xem ai là con rùa rụt cổ, ha ha, tiểu quế tử sao ngươi lại xuất hiện trong thư phòng của ta? Không ngờ lại hỏi câu này, may mà lão tử ta đã chuẩn bị trước. Bẩm hoàng thượng, sự tình là thế này. Rồi Vi Tiểu Bảo múa mép thêu dệt ra một câu chuyện. Lúc có người khác ta là hoàng thượng, nhưng khi không có người khác ở xung quanh chúng ta vẫn cứ như cũ, cứ gọi ta là tiểu huyền tử. Cũng mong như vậy, tiểu huyền tử, vì họ Ôn phụ trách quét dọn cô nói đang sốt, bệnh rất nặng, vì thế đệ hắn bèn nhờ tôi giúp. Công việc này tôi chưa làm quen, tay chân cứ vụng về. Vì thế vừa mệt vừa buồn ngủ, không biết tự lúc nào ngồi trong góc ngủ thiếp đi, sau đó chuyện xảy ra như vậy. Vi Tiểu Bảo ba hoa trích chòe liên hồi, chỉ là những câu chuyện lúc vội bịa ra rất nhiều sơ hở, những người tình ý sẽ không tin được, nhưng mà Khang Hy không chú ý lắng nghe. Lão bỉ phu vô lễ với ta như vậy, hắn muốn giết ai thì không giết không được, không kiên nể gì, rốt cuộc hắn làm hoàng đế hay ta làm hoàng đế, thật vô lý. Đáng hận là thị vệ, tổng quản trong cung đều do hắn thống lĩnh, bất kỳ binh tướng cũng dưới sự điều động của hắn. Ta hạ đao giết hắn, hắn sẽ quay lại làm loạn, chỉ sợ người chết là ta. Sự đến hôm nay chỉ còn cách mạo hiểm tấn công bất ngờ kỳ chiêu chế thắng. Tiểu quế tử, ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện liên quan đến tính mạng, ngươi có gan không? Hà, huynh hỏi đúng người rồi đấy. Tiểu quế tử xưa nay gan to tày trời, ngay cả hoàng đế còn dám động chân tay, nếu là chuyện tôi không dám làm sợ rằng trên thế gian này không ai dám làm. Tiểu tử quả nhiên có bản lĩnh, trẫm chính là muốn nghe câu nói này của ngươi, nghe đây, việc ta muốn ngươi làm chính là ám sát Ngao Bái. Ha ha, chuyện nhờ, lời nói cao hứng của Vi Tiểu Bảo lập tức ngừng lại, mặt mũi y tái nhợt, mồ hôi tuôn dài, miệng lắp bắp không ra lời. Ôi, ám sát, sát cái gì? Vừa mới gặp mặt Trần Cận Nam đã cảm thấy mình đánh giá sai, một nhĩ ma vô địch hung ác hơn mãnh hổ, những nơi hắn đi qua máu chảy thành sông. Thực ra một nhĩ ma vô địch không phải là mãnh hổ, mà là một thứ còn đáng sợ hơn mãnh hổ, hắn là tử thần. Cho dù chinh chiến xa trường đã lâu, thân chinh bách chiến khắp nơi, nhưng Trần Cận Nam cũng chưa hề gặp một người nào tử vong khí tức nồng nặc đến thế. Mỗi ngày đều tiếp xúc với chết chóc và tử vong, cứ qua một ngày thì mùi máu tanh càng nồng hơn. Những oan hồn bỏ lại sau lưng cũng tăng thêm. Trần Cận Nam, một câu hỏi trống không từ miệng một nhĩ ma vô địch phát ra. Chính là tại hạ, Trần Cận Nam ôn tồn trả lời. Bình sinh không biết Trần Cận Nam xưng anh hùng cũng là uổng công. Nghe danh không như gặp mặt, ngươi không chỉ có tư cách làm đối thủ của ta mà còn khiến ta muốn ra tay liền. Một nhĩ ma vô địch buông lời cay nghiệt, tác phong quả quyết lập tức mở màn cuộc chiến, sát thế điên cuồng lao vào tấn công Trần Cận Nam. Mà là rát đao lập tức được hắn quán kình bổ xuống. Rất may hiện thực và giả tưởng là khác xa một trời một vực, vì thế Trần Cận Nam không những không hoảng hốt mà còn ra tay trước, không đợi địch, chiêu sát thế đã được củng cố, với tốc độ và kình đạo kinh người trong chớp mắt đã đánh trúng ma đao không sai một ly. Hộ quốc kiếm pháp, đàn tâm bích huyết nhất điểm hồng đấu với ma la sát đao. Cồn cồn trường giang đông thệ thủy liền được Trần Cận Nam nối tiếp tung ra. Một nhĩ ma liền vận múa ma la sát đao mật kín hộ thể. Kiếm khí của Trần Cận Nam và đao kình của một nhĩ ma cuốn lấy nhau khiến gạch đá xung quanh cũng bị cuốn phăng đi. Tùy đao của người mãnh liệt song tiên cơ đã mất, muốn lấy lại thế chủ động càng không thể lui. Một bước, hai bước, bước thứ ba, căn trần thời điểm Trần Cận Nam nhân lúc một nhĩ ma vô địch mất thăng bằng đã nắm lấy sơ hở của đối phương, nhân kiếm hợp nhất nhất kích tức chúng. Kiếm nhược vân lòng đãng thiên quân như con rồng há mồm ngoạm lấy địch thủ. Đoàn binh tương tiếp, một nhĩ ma vô địch trước giờ chưa từng thua trận. Giờ thua một đòn trước máu đã trào ra, xem ra sự chuẩn bị bao ngày của Trần Cận Nam quả không uổng phí chút nào.
Càng khí bảo vệ cơ thể vững như giáp dày, nhưng đường kiếm của rồi thu hoạch còn thấp hơn nhiều so với dự tính. Có điều Trần Cận Nam vẫn chưa vui, trái lại dựa vào thể lực của kẻ địch trước mắt mà phải đánh giá lại tình hình. Kiếm của Trần Cận Nam quả nhiên danh bất hư truyền, chả trách có người nói vị trí đứng đầu trong danh sách võ lâm bách cường cao thủ không thể không thuộc về ngươi. Đường kiếm vừa rồi không những đả thương một nhĩ ma mà còn cắt đứt tay nải hắn mang trên lưng, một nhĩ ma đưa tay đỡ lấy tay nải này, cái gì mà đệ nhất cao thủ, đều chỉ là lời nói tán dương của giang hồ bằng hữu, làm trò vui cho thiên hạ chứ đâu phải sự thật, huống hồ kiếm pháp của ta có cao minh cũng không bằng đao của ngươi. Cứ xem như ngươi thật thà, đã biết rõ tài nghệ không bằng ta sao còn tới đây chịu chết. Võ công là tử vật, nhân tài mới là then chốt của thắng bại, chưa đến cuối cùng khó mà đoán được ai thắng. Còn về sự an nguy của bản thân, ta trước sau không để ý tới, điều mong muốn duy nhất là nhất định phải cản ngươi tiếp tục tàn sát. Thoát chiến thoát rừng, người này hành vi cổ quái, rốt cuộc hắn đi lên tháp canh đó làm gì? Muốn lấy nhược thắng cường, không phải chỉ dựa vào nhiệt huyết, để ứng phó với cuộc chiến này ngươi đã ở đây bao lâu rồi? Rất nhiều ngày, nhiều đến nỗi đủ để ta đắp lên từng viên gạch đá ở đây, xác định và nắm rõ hướng gió thay đổi ở những thời điểm khác nhau. Sự khác biệt của khí hậu ngày đêm sáng tối đủ để ta và chiến trường này hòa làm một. Hừ, văn võ dũng nghị song toàn, cái hiếm có là ngươi cũng giống ta, có một trái tim chiến đấu quên sống quên chết. Chẳng trách lần đầu gặp ngươi ta đã có cảm giác như đã quen từ lâu, tương phùng hậu vãn. Trần Cận Nam, khắp thiên hạ có lẽ chỉ có ngươi đáng là bạn của ta, tiếc rằng. Câu nói đứt đoạn như tiếc nuối, chiếc bao mở ra, vừa thấy lờ mờ vật đựng bên trong Trần Cận Nam bỗng biến sắc, chiến ý bỗng nhiên biến mất. Vì chợt thấy mình bao ngày chuẩn bị lấy nhược thắng cuồng hóa ra đều là uổng công vô ích. Trước mặt ba huynh đệ của ta, việc ta phải làm không phải là kết bạn, mà là phanh thây ngươi làm muôn mảnh. Bi thảm gấp trăm lần, Trần Cận Nam không hiểu được là phải dựa vào thế mạnh mới có thể bù đắp được những kém cỏi so với cường địch, mới có thể chống chọi với một nhĩ ma vô địch. Nhưng ông ta có thể khẳng định trước ba cái đầu người đã chôn xuống đất mà còn không yên này, nếu chỉ dựa vào thiên thời địa lợi để đạt được ưu thế thì rất khó xoay chuyển được tình thế. To be continued.